Bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Đình Hùng và năm nay tôi 30 tuổi. Hiện tại thì tôi sẽ tham gia thử thách trinh sát sông Hồng 2023 của câu lạc bộ bơi khám phá. Đây là Tuấn Lùn trọng tài. Đầu tiên là kéo xa đơn trong vòng 1 phút. Trong xem anh ấy sẽ kéo được bao nhiêu cái. Lên đi. Nguyễn Cao Hùng được bao nhiêu cái? Nào, rồi, đếm vào. Đếm to lên. Đấy. Đếm lên. 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 rồi. 9 9 10 rồi, đúng không? Còn em còn bao nhiêu giây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 giây. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Còn bao nhiêu giây? 17 giây. 30 giây rồi, còn 17 giây nữa. 15 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giây, 7 giây, 6, 7, 8, 3 giây, 2 giây, 9, 30 giây. Rồi, đấy là 30 cái, 30 cái kéo 2 tay, 2 tay và 10 cái 1 tay. Ok, đấy là 40 cái. Hoàn thành rất xuất sắc. Ok. Tiếp theo đây là màn thi, phần thi chống đẩy của vận động viên Hùng Tí Hon. Chống đẩy 50 phát trong vòng 2 phút. Rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đếm đi. Bao nhiêu rồi? 16. 20. 50. Wow. 50 cái trong vòng bao lâu? Trong vòng 28 giây. 28 giây à? Anh em xem nha. Thì vẫn còn thời gian mà. Không, nhanh quá nhỉ anh em nhỉ. Vận động viên Hùng Tí Hon của chúng ta thật là hàng khủng. Chống đẩy 50 phát trong vòng 28 giây thì chị em biết khủng khiếp nào rồi đấy. Bắt đầu. Và tiếp theo sau đây là thử thách nhảy dây trong vòng 2 phút liên tục. Rồi. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Nhảy dây là rất là tốt cho tim mạch anh em nhé. Các chị em đã thấy tim mạch tốt chưa? Cực kỳ tốt cho tim mạch, chân tay linh hoạt. Bao nhiêu giây rồi Tuấn nhỉ? Được 30 giây rồi. 30 giây rồi, còn 1 phút 30 giây nữa. Cẳng hết. 2 phút nhảy dây này nó sẽ tương đương với khoảng khoảng 15 phút chạy nhỉ? Cái gì ạ? Khoảng 15 phút chạy đấy. Thế thì mình cứ nhảy dây thì việc gì phải chạy cái này. Ừ. Nhảy dây này đòi hỏi khéo léo rất là nhiều. Bởi vì chỉ cần mình không tập trung phát là mình sẽ bị mắc dây ngay. Hộp trường mới tập squat xong. Được cẳng quá. Bao nhiêu giây rồi Tuấn? À, 1 phút rồi, cần 1 phút nữa thôi. À, 1 phút đã thôi. Các chị em nhìn kìa. Tim mạch thật là tốt kìa. Ôi, mỏi chân rồi đấy. Mỏi á. Mỏi đấy anh em ạ, 2 phút. Mỏi bắt chuối hết. Đúng rồi. Bài này cực tốt luôn, bao nhiêu giây nữa? 40 giây. 40 giây nữa. Nhảy từng bước một đi, không phải hai chân đi. Hai chân, đạp xe. Đừng để dụng nhá. 2 phút nhảy dây rồi mà. Còn 30 giây. Cứ nhảy đủ 2 phút thôi. Cái sáng này nhảy dây 10 phút bằng cả tiếng chạy bộ. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. 10 giây.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hoàn thành rồi. Rồi, chúc mừng. Tao cũng hạ cái phút xuống. Thế thôi. Rồi. À, và bây giờ là phần thử thách chạy 2 km trong vòng 15 phút. Và cái thử thách này nghe chừng là rất là nhẹ nhàng đối với các anh em. Đây, rồi em start đi. Start. Nút giữa ấy, đây nút giữa đây. Ok. Ok, rồi. Chạy rồi, chạy đi. Ok. Chạy đây. Con này quay nét nhỉ? Con này quay lặng biển quay trưởng lắm. Ơi, mẹ. Về một củ. Về anh tắt tiếng đúng không? Đây là vận động viên Sơn Lâm. Rẽ phải nhá. Rẽ phải. Trước mắt chúng ta là vận động viên Hùng Tí Hon. Nhìn dáng chạy của anh rất chuyên nghiệp. Với tốc độ này thì anh hoàn thành 2 km chắc chỉ trong vòng 10 phút thôi. Chuẩn nhỉ. Hùng xem đồng hồ đo là phây mấy. 4.5. Đấy, 4.5 hoàn thành 10 km. Thằng bên 2 km chỉ tầm 10 phút. Hùng đã chuẩn bị về đích cự ly 2 km. Bao nhiêu? 10 phút 45 giây. 10 phút 45 okay, giây nhá. 10 phút 45 giây. Ok. Ok. Được rồi, 10 phút 45 giây nhá. Tiêu chuẩn là 15 phút. Nào, quá là tiêu chuẩn rồi. Rồi bây giờ Hùng và Lâm sẽ thực hiện nốt thử thách cuối, đây chính là bơi 1 km liên tục trong vòng 21 phút. Chuẩn bị đi. Hùng đã đến 50m đầu tiên rồi. 107. 107 em ạ. Đi luôn đi, 107. Sơn Lâm. À, 100m đầu tiên của Hùng là 1:59.
Sơn Lâm là 248, 100m đầu tiên. Sao bây giờ thấy thế nào? Có ổn không? Nói chung là vẫn bơi được nhưng mà cứ nghỉ một tí. Nghỉ một tí á? Nghỉ một tí á, cố lên nhá. Em được 350 rồi. Các bạn vừa chơi mấy bài kia cơ nó mỏi quá. Ừ. Thế nó mới là trinh sát được em ạ. Thể lực mà. Đấy, em nhìn các cháu ấy kìa. Đấy, cứ bơi như các cháu này thì nhanh hết giờ lắm. Rồi, 950. Lốt 50 mét cuối đi. Cố lên, chuẩn bị về đích rồi. Hai mươi tám phút. Chủ nữ cả bắt chuối, cổ chân các thứ. Chuột rút luôn. Tí, ra bảo hôm trước là squat. Ờ. Còn cái squat tạ, nó căng sẵn rồi, còn phải chạy nhiều thứ nữa. Mỏi chưa à, thôi nhỉ, chân đùi nhiều. Nhưng mà em thấy bơi 1000m trong 21 phút là cũng vẫn là thử thách đúng không? Thử thách đấy.